Dự án HUD xây dựng Hà Nội Nhân Trạch diễn biến lạ lùng. Xin chào anh chị. Hôm nay Tâm sẽ cập nhật cho anh chị thông tin về giá bán, về thị trường dự án HUD Nhân Trạch và các dự án ở thị trường bất động sản Nhân Trạch nói chung. Và đây là thời điểm khoảng một tháng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nếu mà thời điểm này trong khoảng 5-6 năm trở lại đây thì lúc này chính là lúc mà thị trường bất động sản rất là sốt và các nhà đầu tư bất động sản cùng với môi giới đang hoạt động rất là kịch liệt, sôi động và hầu hết mọi người là không có thời gian nghỉ ngơi. Và tất cả các anh chị nếu đi tới các quán ăn hay là quán cà phê thì hầu như cũng có tụm 3, tụm 7, 2, 3 người và tất cả gần như là sẽ nói chuyện về tình hình thị trường và giá bán của bất động sản ở một số khu vực nào đó. Nhưng thời điểm hiện tại thì anh chị biết thị trường đã diễn biến không giống như là những năm trước rồi. Và thời điểm này, cách đây khoảng so với thời điểm cách đây 15 ngày thì thị trường đã có một diễn biến khá là lạ. Và tâm nghĩ điều này là cũng dễ hiểu và nó không chỉ ở dự án HUD xây dựng Hà Nội mà hầu hết ở các khu vực khác đều có thể diễn biến như vậy. Một số khu vực lân cận thì Tâm thấy nó diễn biến tương tự, còn những khu vực xa hơn thì Tâm phỏng đoán nó là như vậy. Và anh chị biết là ngay sau thời điểm Tết Nguyên Đán có một clip thì Tâm cập nhật trực tiếp cho anh chị, nó vào khoảng ngày mùng 10 Tết và những ngày sau đó thì Tâm cũng có theo dõi. Và thị trường gần như là trầm lắng và không có sự tương tác giữa khách hàng và môi giới. Không có sự diễn biến của thị trường là không có những khách đi xem luôn anh chị, rất là ít. Và giao dịch thì chắc chắn không có rồi. Và anh chị đến các phòng công chứng thì bây giờ anh chị cũng thấy nó khá là vắng. Chỉ lác đác một vài khách hàng hay là vài người mà đi công chứng. Có thể là họ công chứng một số loại giấy tờ khác về mua bán xe hơi hay là cho tặng hoặc là giải quyết những cái tranh chấp, khiếu nại hoặc là những hợp đồng về cho vay. Mà thời điểm này anh chị biết là dòng vốn rất là khó khăn và những người mà vay nợ thì đang phải tiếp tục vay nóng hay như thế nào đó thì họ có thể ra phòng công chứng. Còn thị trường, Tâm cập nhật ngay vào luôn thì thị trường bất động sản ở Nhân Trạch thì cũng đang diễn biến khá là trầm lắng, gần như là thanh khoản rất là khó. Nhưng mà diễn biến lạ là thế này anh chị. Các chủ đất thì ngay thời điểm sau Tết thì họ đã nén sản phẩm. Tức là tâm lý kỳ vọng của thị trường là ngay sau Tết thị trường lúc nào cũng sôi động. Năm nay thì không có, nhưng những anh chị đó vẫn kỳ vọng nó có thể trễ hơn. Thì hầu hết các anh chị chủ đất thì khoảng tầm những sản phẩm rao bán cho là 100% ở thời điểm trước Tết. Và bán gần như là bán đổ bán tháo, bán rất rẻ anh chị. Có những sản phẩm mà cắt lỗ sâu hơn thị trường đã giảm rồi mà còn cắt lỗ sâu hơn khoảng 10-15% để ra để lấy được dòng tiền ngay trước Tết để giải quyết công việc. Thì ngay thời điểm sau Tết thì cái đà cần vốn này và cái đà bán này nó chứng lại và các anh chị này là kỳ vọng thị trường có thể khởi sắc ngay sau Tết. Thì diễn biến thị trường thì Tâm nói là gần như thanh khoản là nó không khớp nhau hai bên, bởi vì những anh chị chủ đất là đang cố gồng và nén để chờ đợi một điều gì tích cực hơn. Và thời điểm hiện tại thì cái mặt bằng giá chào lên á, thì có những sản phẩm thì vẫn chào giá trước Tết. Ở dự án HUD xây dựng Hà Nội, ví dụ nhà phố thì loanh quanh vẫn có những sản phẩm từ 800 cho đến 950. Nhưng có những sản phẩm thì một số anh chị đã chào lên so với thời điểm trước Tết khoảng 50 đến 70 triệu một nền nhà phố. Còn nhà vườn thì nó vẫn loanh quanh ở mức 7-8 triệu. Thời điểm trước Tết thì đã có những khách hàng mà giao dịch ở mức giá 6 triệu rưỡi cho tới 7 triệu. Thì gần như các anh chị chủ đất đã chào lên một xíu hoặc là giữ nguyên giá. Nhưng số lượng sản phẩm bán ra thì nó
không có có cung ra quá nhiều mà đang nén chặt. Thì ngược lại, cái số lượng khách hàng mà đi tìm hiểu ngay sau Tết thì cũng khá là đông. Thì những anh chị này sẽ tìm kiếm những sản phẩm mà ngộp và giá hợp lý. Nhưng mà vì anh chị chủ đất đã chào giá lên so với thời điểm trước Tết, nên những khách hàng này thì họ cũng gọi là quan tâm và theo dõi, và giá của họ thì chưa được như kỳ vọng. Và cái thanh khoản, cái mức độ khớp giữa hai bên thì không có. Và đây là một diễn biến khá là lạ anh chị. Thông thường thì để có giao dịch, để có thanh khoản thì hai bên phải gặp nhau. Nhưng mà bây giờ là bên bán thì cố gồng, chưa muốn bán mà muốn bán với giá cao hơn. Thì không biết sắp tới thị trường nó có thể diễn biến tích cực hoặc là xấu đi, thì những anh chị này chắc chắn là cũng sẽ không trụ được tâm lý trong khoảng 1-2 tháng tới nữa. Và những anh chị mua cũng vậy, là những người mà sợ thị trường nó bật tăng nhanh thì lại không không mua được. Nhưng để mà xuống tiền mua sản phẩm bây giờ với giá cao hơn so với thời điểm trước Tết thì họ lại không muốn mua. Tức là người người bán thì muốn bán cao, còn người mua thì muốn mua thấp, nên thị trường đã diễn biến trái chiều và gần như không khớp thanh khoản. Chỉ có một số sản phẩm gọi là rất ít, là những anh chị mà họ quyết liệt bán bởi vì họ cần dòng tiền, hoặc họ có nhận định rằng thị trường sẽ diễn biến xấu trong thời gian tới, thì họ bán với mức giá thấp hơn 10-15% so với giá thị trường. Mà mức độ giảm như thế là nó lên tới 40% anh chị, 40-45% là có. Và ví dụ như Tâm nói là thời điểm trước Tết có những anh chị bán cái nhà vườn với giá chỉ có 6 triệu tư, 6 triệu rưỡi, thì thời điểm sốt nó lên tới 11 triệu thì mức giảm nó cũng đâu đó khoảng 40-45%, rất là khủng khiếp anh chị. Còn đó là số ít thôi anh chị. Còn những anh chị thì họ vẫn chào ở mức giá 9 triệu, những anh chị mà không cần phải bán. Còn mức giá trung bình mà thị trường xác lập thì nó đâu đó khoảng 7 triệu rưỡi bình quân. Còn những cái sản phẩm về nhà phố thì cũng đã có những sản phẩm mà bán hiện tại thì loanh quanh từ 800 cho đến 900 rưỡi. Nhưng mà những anh chị mà muốn bán nhanh, thanh khoản nhanh thì họ sẵn sàng họ cắt bớt 50 triệu để cho khớp được giao dịch và họ nhận được tiền về. Thì cái diễn biến này là một cái diễn biến, cái trạng ở cái gọi tâm phải nói nó là gọi là trạng thái mà ngưng 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 động, và nó chỉ diễn ra trong khoảng 1 tháng thôi. Tâm nói chỉ khoảng 1 tháng thôi. Nếu mà theo sát diễn biến thị trường thì tâm nghĩ thì cái diễn biến này chỉ tối đa gồng trong khoảng 15 ngày, thì một trong hai bên, bên mua và bên bán sẽ phải thực hiện động tác là mua giá cao hoặc là bán giá thấp để thị trường khớp thanh khoản. Bởi vì đây là giai đoạn mà cả hai bên đều muốn theo dõi diễn biến thị trường như thế nào. Thì như anh chị biết là chính phủ đang có những cái chính sách mà để hỗ trợ cho nền kinh tế và bao gồm cả thị trường bất động sản, và yêu cầu các ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh là giảm lãi suất cho sản xuất và kể cả bất động sản. Thì mức giảm lãi suất thì đâu đó cũng 0,5 đến 1% tùy ngân hàng rồi anh chị. Nhưng mà anh chị biết là ngân hàng nhà nước không hoàn toàn kiểm soát được vấn đề về tỷ giá, nên vấn đề lãi suất chỉ là ngắn hạn. Và đôi khi là lãi suất liên ngân hàng giữa các ngân hàng thì nó cũng tăng mạnh đột biến đó anh chị. Nên những cái yếu tố này hoàn toàn hiện tại thì các chuyên gia, kể cả các chuyên gia về kinh tế tài chính cũng đang bỏ ngỏ thôi anh chị. Và họ cũng chưa gọi là đánh giá một cách mà chính xác để cho chúng ta theo dõi mà đưa ra một cái nhận định chuẩn. Do đó thì những cái diễn biến trên thị trường thời điểm 1 tháng sau Tết như thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn hợp lý, và cả hai bên, bên mua bên bán thì đều đang nghe ngóng thông tin. Và ngay khi mà thông tin hoặc là một thị trường nào đó, ví dụ như là về lãi suất hay là về thị trường chứng khoán mà nó có diễn biến xấu hay là tích cực, thì chắc chắn nó sẽ tác động ngay vào tâm lý của những người đầu tư ở bên bất động sản. Và những cái thông tin tích cực đó thì nó cũng góp phần, với lại sắp tới cũng có một số
cái dự án mà đầu tư về hạ tầng rất là đang làm quyết liệt ở Nhân Trạch và khu kế cận như là Vành Đai 3, Nhân Trạch này. Sân bay Long Thành đang kế bên Nhân Trạch thì cũng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 1 vào 2025. Và dự án cầu Phước An cũng ở ngay gần dự án hút xây dựng Hà Nội. Nên có rất nhiều yếu tố mà cũng có lợi, cũng có những yếu tố mà nó không được tích cực, nó khá tiêu cực. Thì thời điểm này là thời điểm mà nằm trong trạng thái hai bên đều đang có trạng thái gọi gồng tâm lý, chứ thực sự là việc mà bán ra mua vào ở cái dự án hút xây dựng Hà Nội mà việc xây dịch giá khoảng 50-100 triệu là không không có gì bất ngờ. Bởi vì những khách hàng mua ở dự án này là những anh chị đầu tư. Nên những cái quyết định mà cắt hay là quyết định chốt lời mà những anh chị mua ở dự án này thì lời rất là nhiều rồi, nhân 3 rồi. Thì họ quyết định khá là nhanh. Chủ yếu là đợi chờ một thông tin và đợi chờ xem trong một khoảng thời gian nhất định nữa thì thị trường nó sẽ có những cái diễn biến thế nào thì họ sẽ quyết định. Và tâm lý khoảng 15 ngày nữa, tức là thời điểm vào cuối tháng 2 này, đầu tháng 3 thì thị trường sẽ có một cái xu hướng rõ ràng là tiếp tục xu hướng chứng giá và tăng nhẹ hay là giảm giá. Thì anh chị có thể theo dõi tiếp theo. Còn thị trường chung ở Nhân Trạch thì nó cũng tương tự như dự án hút xây dựng Hà Nội, nhưng mà một số khu vực mà Tâm nói là như là dự án ở Sù Quan Bắc, thì dự án về nhà phố mức độ giảm trước Tết so với thị trường thì nó giảm không nhiều, nhưng mà đến thời điểm này nó cũng đã giảm khoảng 25% rồi anh chị, một mức giảm khá là lớn. Thì tất nhiên là vẫn phải nói đó là tùy vào những cái anh chị mà cần tiền hay là những anh chị mà có nhu cầu và những cái ý tưởng, cái quyết định đầu tư nó khác nhau, nên họ đã đưa ra những cái mức giá nó hoàn toàn khác nhau. Có những anh chị vẫn giữ những cái mức giá mà nhà phố small nó khoảng 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ tư, nhưng mà có những anh chị bây giờ đã chốt ở mức giá 3 tỷ, dưới 3 tỷ cũng có. Nên anh chị có thể tìm hiểu và nghe ngóng thêm, chứ còn mức giá mà hiện tại ở thị trường và hầu hết các thị trường luôn là một mức giá rất là bấp bênh và không không hiện tại là chưa ổn định thiết lập một mặt bằng giá nào cả, bởi vì diễn biến hoàn toàn là theo đang đang theo dõi và chưa có cái tỷ lệ giao dịch mà gọi là lớn, bởi vì thanh khoản nó rất kém để mình xác lập một cái mức giá cố định. Còn sắp tới thị trường thì hoàn toàn là nếu mà không có những cái thông tin và những hỗ trợ chính sách từ chính phủ thì thị trường diễn biến cực kỳ xấu. Như Tâm đã nói là cả năm 2023 nó cực kỳ xấu, nhưng thời điểm hiện tại đã có những chính sách và những động thái hỗ trợ thì diễn biến thị trường như thế nào thì sắp tới chúng ta phải theo dõi, chứ chúng ta hoàn toàn không thể đưa ra nhận định được. Còn như nãy Tâm nói về giá bán thì đang diễn biến những sản phẩm mà đi ngang vẫn chào giá cũ trước Tết, và có những sản phẩm đã chào lên 50-100 nhưng mà số lượng giao dịch thì lại không có. Nên đây nếu mà tùy quan điểm nhận định của anh chị nha, còn Tâm nhận định thì đây có thể là một thời điểm, có thể có một gọi là cơn sóng hoặc là cơn dưới giá, cơn gọi là đủ để cho anh chị ra được sản phẩm, ra được hàng nếu anh chị mà có nhu cầu về ra hàng. Còn nếu anh chị nắm giữ lâu dài thì đây cũng cũng không phải là thời điểm bán, bởi vì mức độ giảm giá của thị trường nó cũng khá là cao rồi. Nhưng nếu anh chị mà có quyết định đầu tư khác, hoặc là anh chị muốn chuyển khu vực, hay là anh chị muốn cần tiền cho hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh, thì anh chị đây là thời điểm mà tâm lý nó phù hợp để anh chị bán ra. Bởi vì thời điểm này là thời điểm lưỡng lự tâm lý, nên cũng có rất nhiều khách đi mua và họ kỳ vọng là thị trường có diễn biến tích cực, và họ cũng có thể là cái nhận định của họ là thời điểm này là rất là đáy thị trường. Thì đó là quyết định cá nhân của những anh chị đó.
Thì từ quyết định cá nhân đó thì những anh chị mà chủ đất hoàn toàn có thể bán ra để khớp ở giai đoạn này. Chứ thời điểm trước Tết thì anh chị muốn bán thì anh chị phải hạ thấp lắm, cực kỳ thấp thì anh chị mới bán được. Còn những anh chị mua cũng vậy. Nếu mà bây giờ có những sản phẩm mà ngợp bán giá tốt, thấp hơn thị trường thì anh chị có hoàn toàn có thể mua vào rồi. Anh chị đã mua được mức giá rẻ hơn so với những anh chị mua cách đây 6 tháng trở về 2-3 năm trước là tới 20 cho đến 30-40% rồi. Nên cơ hội hoàn toàn là của người mua rồi, gần như là bên anh chị mua. Đó là một số cái chia sẻ của Tâm về thị trường Nhân Trạch và Hút Xây Dựng Hà Nội. Thì cảm ơn anh chị theo dõi.